Việc doanh nhân Nguyễn Thị Nguyệt Hường không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội vào khóa 14 vào phút chót đang là chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm, và không chỉ bởi đây là một việc hy hữu mà còn bởi nguyên nhân đằng sau đó. Cụ thể là bà Hường đã vi phạm luật quốc tịch Việt Nam khi có hai quốc tịch, gồm quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Malta. Thưa quý vị, đảo quốc Malta nằm trong Địa Trung Hải, được coi là một trong những quốc gia có các chính sách xã hội thoải mái nhất châu Âu. Một trong những chính sách mà Malta đang triển khai là có tiền là có quốc tịch. Cụ thể, để thu hút đầu tư, nước này cho phép cấp quốc tịch cho các cá nhân và gia đình giàu có trên thế giới vào Malta với giá khoảng trên 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Vâng, và bởi vì Malta là thành viên của Liên minh EU châu Âu, cho nên khi một ứng viên được cấp quốc tịch Malta thì họ sẽ trở thành công dân châu Âu và được hưởng quyền tự do đi lại tới tất cả 28 quốc gia châu Âu và Thụy Sĩ. Cùng với hộ chiếu Malta thì họ sẽ được miễn thị thực khi đến hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Mỹ. Malta không phải là nước thuộc Liên minh châu Âu EU duy nhất cấp quốc tịch cho nhà đầu tư nào đem vào hòn đảo này. Trong bối cảnh an ninh phức tạp như hiện nay, khi phần lớn các quốc gia đều áp dụng những chính sách quản lý công dân một cách chặt chẽ, thì ở một số nước lại vô tư cho phép mua bán quốc tịch qua đầu tư tiền trực tiếp, không cần phải có những yêu cầu hay thủ tục rắc rối. Một trong những quốc gia có chính sách nhập cảnh thoáng nhất thế giới hiện nay là đảo quốc nhỏ bé St. Kitts and Nevis ở vùng Caribe. Dự án mua bán quốc tịch của quốc đảo này có tên là Chương trình Nhập cảnh Nhà đầu tư, gọi tắt là EIP, được khởi động từ năm 1994. Đây là khoảng thời gian mà đảo quốc này lâm vào khủng hoảng, ngành mía đường chủ lực làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần chồng chất. Theo đó, chỉ cần 250.000 đô la Mỹ là có thể mua được quốc tịch của quốc gia này, đồng thời có hộ chiếu đi lại ở 132 quốc gia trên phạm vi toàn cầu và được hạn chế tiết lộ thông tin tài chính và không bị đánh thuế thu nhập. Với chương trình EIP, St. Kitts and Nevis đã thoát nghèo một cách ngoạn mục và ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính nhanh nhất ở khu vực Caribe. Sau St. Kitts and Nevis, nhiều nước đã học theo cách làm này, kể cả những quốc gia giàu có ở châu Âu, trong đó có đảo Ship và Grenada. Đến năm 2014, chương trình được triển khai tại Malta, quốc gia nhỏ nhất của EU. Và Malta không phải là nước EU đầu tiên giao bán quyền công dân. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính làm rung chuyển các nền kinh tế châu Âu năm 2008, nhiều nước thành viên đã đưa ra các gói lợi ích khác nhau để thu hút giới lắm tiền nhiều của, bao gồm cả việc cấp quyền định cư và quyền công dân. Tại Tây Ban Nha, chính phủ nước này đã cấp quyền định cư cho bất kỳ ai tiêu ít nhất 500.000 euro vào hai công trình bất động sản hoặc đầu tư ít nhất 2 triệu euro mua trái phiếu chính phủ. Hungary cũng bán hàng chục nghìn tấm hộ chiếu cho những người tới từ các nước xung quanh, gồm Serbia vốn chưa gia nhập EU. Đổi lại, những người này phải bỏ ra 250.000 euro để mua trái phiếu. Họ chỉ phải thỏa mãn hai điều kiện, có một ông, bà hoặc bố mẹ là công dân Hungary và có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ nước này.